Thế con chỉ học 3 tuần nữa là con đã được nghỉ Noel rồi. Bốn tuần nữa. Tây là nó nghỉ Noel lâu lắm. Nhưng năm nay Covid có khi nó ngủ nghỉ ít đấy nhỉ. Đây đây, bố Ông cho tự nó động đi. đây. Bố hôm qua bố bảo là nhưng mà Ừ. bố hỏi hai con buồn lắm thì chỉ có ăn thôi, chỉ có ăn thôi. Ăn nó toàn ăn. Chứ thì bỏ ăn hết rồi đúng không? Bỏ con Đây. nó ăn hết rồi. Dạ. Con. Đâu con bọn này nó ăn bỏ khô mà chả hiểu là đưa cho. Nhưng mà nó ngon lắm mà. Ngon lắm. Bạn cái bạn cứ đang. Thế lần sau thì bố lại gửi cho thích nhá. Bỏ thì nó ngon lắm. Sao bảo lần sau này vào thăm bố đi. Mình con nó bay vào. Thôi. Bố lại hiện mình. Mình con này vào bố tiếp tiếp đón thôi, hơn là bố mẹ đi chơi với mẹ đi, con ở nhà nhá. Con miễn con gái nhất rồi. Này sớm kiểu gì đấy, con đồng hồ này. Đồng hồ này của bố bố con đấy. Bây giờ cái đồng hồ kia đâu mẹ, đây đó, bố bố vừa được cái đồng hồ mẹ đã tấn bố rồi. Đây để xem đây, con lên lên đi xem thôi, để đi nó xuống, ta ngồi đây ta chờ nó. Đây. Ông nên tôi, là nghỉ. Tôi gọi bạn rồi. Không. Tôi nhớ là bạn ra xong rồi là để tổ chức cho con ngày nào chính xác thì phải vào. Cuối cùng nó quên. Rồi, vâng. Mẹ cứ nghĩ bảo quá chả cái gì đấy. Thế là con phải chạy là tờ lộn từ đấy, lên nhỉ? Thành thì nó, Tường Dũng nó bảo là Thành hôm nay đi Hải Phòng nó có thế cái à? Việc. Vâng, con có đi đâu đâu. Mẹ lại cứ nghĩ là chắc là Tường Huy cũng lại có việc rồi. Không biết gì đâu, thằng này nó cũng nhặt. Thôi không sao, này. Khi con đi học thì con cứ đi học, ở nhà thì có bà với mẹ. Nhưng nếu mà tối mai ra mà nhìn ông lần cuối đấy thì ra từ 7 giờ 9 giờ xong cái thì đi về, còn đâu thì bà chờ mình. Mai phải cho các cháu ra bà. Vâng, cho các cháu nó ra lần cuối. Vâng. Đi ô tô ra thì xong rồi 9 giờ thì đi về, còn mẹ con tôi ở lại để tháng đến thì cái đấy là chuyên gia thợ người ta làm hết. Vâng. Vâng. Thì chỉ có mình có mặt ở đấy, vâng, mình vâng. Nhìn cuối ông thôi. Bên anh nó còn làm bài văn trước khi ông mất mà cô Minh đọc được mà bà chả đọc được. Còn chả được. Còn nghe các bạn đọc cái bài của Lê Anh nó làm con khóc suốt, con biết cảm động lắm, nhưng mà bà chả thấy đâu. Chừng có chừng có mực. Bạn cháu vừa kể nó cái câu chuyện thằng cu đội phó đội cảnh sát giao thông đội 7, nó bà biết không, nó sinh nó 86 thôi, cao to đẹp dài, ba đứa con cũng chỉ vì rượu. Nên lại còn thuốc nữa cả. Nó sau bị quả tai bị xuất huyết não, chỉ thấy mặt, vừa đưa nó một kia. Còn đi đẹp. Được thế còn nó may chứ không lại còn hiền gì đấy, dầm cho mấy chục năm đấy vâng, chết không đó, cái đấy thì nằm thì không ai thì ừ. Mệt thế nhưng mà vâng. Như thế là nó phụ đi được vợ một mình nuôi ba đứa con đấy. Được thấy bố Linh cũng nói chuyện con gái giỏi lắm. Đây. bà nội quý nhất các cháu gái gì nữa rồi. Lúc nào rảnh cái là phải sang chơi bà nội rồi, luôn khó lắm. Ừ. Con không rảnh. Con không rảnh nhưng mà nói chuyện với bà, xem hỏi bà xem bà cần cái gì không. Rồi ơi. Chia sẻ với bà. Sang nhá, sang thì là 8 giờ bà dậy, bà tập tành hết xong đến 8 giờ vẫn chưa thấy nó dậy. Ừ. Bà lại mua đồ ăn xong bắt đầu chờ, bắt chờ. Nước cam vâng. Các thứ. Ôi giờ phải 11 giờ. Bọn nó bị ngủ kinh lắm. Thế là cuối cùng là gặp như thế này thì làm nào
tất cả đấy là ngày được ngày nó ngủ bù quanh đi quẩn lại cái bảo sao mình già dạ. Bây giờ ngày lúc ngày nào bảo bế ấm bây ấy chúng nó bây giờ chúng nó lên tướng cả rồi. Đẻ đây đẻ xong 2 tháng cả ngày lẫn đêm là tuyệt mắt về. Vâng. Rồi nên vào mâm cỗ thì cứ ăn canh anh kia ừ. Còn thịt với lại giò với lại chia chia nhau mang về cho các con ở nhà. Khổ lắm. Hôm nay nó không hiểu. Cái đầu bà ấy bảo, mắm đây. Thế là bà ấy cho là ngồi nó ăn hết rồi lại mắm. Hôm nào đi vào nhé. Bà chung khối 2 ấy. Đấy. Đầu khối 2 nhà mình ở ngày xưa đấy. Đấy, ở bên chỗ. Có nhớ không? Vào rồi nhỉ. Mình anh nhớ. Có vào rồi còn gì. Hôm trước bà chả đưa vào, xong bà bảo đây là nhà cũ. Là... Ở cái chỗ chợ ấy bà đưa vào rồi còn gì. Chợ khối 2 ấy. Có đi không? À, có biết không? Đấy. Anh Dũng thì sướng, anh Dũng thì sướng từ thế hệ thằng Dũng sau này thì nó chúng nó sướng rồi. À. Mình Dũng, này. Dũng thì để nó là ở cái nhà đây, này rồi. Rồi thì chúng nó lên sướng à. Rồi, điều kiện là có. Anh hồi đó là cũng khó, vất vả. Mất thời mình khác, nhưng mà vất vả làm sao bằng cái thế hệ bà. Vâng. Bà ngày xưa bà đẻ thằng Linh nhá, thì bố đi công tác, thế là đi sơ tán năm 72 mà thế là xuống cái sân đóng đấy trồng được 2 luống rau cải để mà cứ ăn rau cải mới lạc giang làm gì có gì bà khổ thế còn để Trà My được 5 ngày thì đi về thì coi như là tí rau muống với lại quả cà đen thui đấy đẻ đấy chứ thôi bây giờ là cũng ơn đảng với chính phủ. Cũng thế hệ của các con nó sướng chứ còn thế hệ của các ông bà ngày xưa khổ quá. Ăn thèm bữa cơm no cũng không được, khó lắm. Tháng có 13 cân gạo thì phải chia làm sao là để đủ trong tháng. Cái thằng bố Linh nhà này thì nó lại hay ăn của nếp. Vâng. Thế là cứ gửi cái nếp Điện Biên được mấy cân thì là sáng nào nấu vào cái xong quấy bột để cho con đúng một bát. Thế là cho con ăn, còn đâu thì mẹ ăn tí cháy, còn đâu là cho con. Nhường hết cho con. Nhường cho con. Bây giờ tôi cũng là cái lộc chơi ban nhau. Thực giờ ra thì trưởng con là... bọn cháu con gì cứ nhìn thấy ông bà khỏe. À, bà giờ thế nào? Bà con thì nói thật thì sức khỏe năm ngoái sợ quá. Thế còn ông thì vẫn đều. Bà ít tập thể dục chưa? Bà đây á. Bà cũng ít tập lắm. Bà đến giờ phút này ơn trời với lại bản thân mình cũng nỗ lực sức khỏe. Sáng nào cũng tập chưa bao giờ nghỉ. Đấy. Trời cũng ốm. Thế nên là bà chưa biết đau xương khớp là gì. Vâng. Mà cũng trái nắng rửa rời người ta kêu là đau đầu nhưng mình chưa biết đau đầu là gì. Vâng. Thế mà xương khớp chưa đau. Thế là được rồi. Chỉ có mỗi cái đợt đấy tự nhiên nó đau mà phải mổ cấp cứu đấy. Vâng. Là sỏi không biết bao nhiêu một vốc. Sợ thế chứ này. Vâng. Thôi còn đâu cũng không có vấn đề gì. Vâng. Thế là được rồi. Thế là mừng. Vâng. Nay Thành thì nó không biết là nó có kế hoạch đi Hải Phòng làm gì. Không biết. Cứ nhắc thằng Phò rồi nghĩ thì xong mày bảo thằng Thành là như thế thì nghĩ xong rồi cứ nghĩ bảo không biết thằng Huy đi đâu mà nó lại không biết. Vừa xong mãi đến nó không biết nên không báo, nên chỉ nói là ngày nghe là ra chứ không nghĩ là trưa nay ăn mà nhưng còn ngày mai ngày kia mà. Tối mai Linh có bảo không? Cháu vừa bảo nó thì cứ là mai không tối qua nó gọi ở là mai ngày kia tôi thấy áo trông là thì chiều mai ông sang uống rượu với tôi chỉ bảo lớp mình bảo mấy thằng chơi nhau thì bảo ông mỗi ông là Thành thôi. Thế nó không bảo thằng Thọ, không thấy thằng Thọ lâu lắm, không thấy thằng Thọ. Sáng thì cháu gọi ông Thành thì anh em mình thế ba chị Hạnh mà có một bụng gì mà sao bạn bảo Facebook tôi biết là Mỹ này đấy có khi là chỉ khá Facebook rồi mà bây giờ có Facebook phải đâu em bảo vay nợ vay nhất thì cũng có làm bạn đấy mà phải xóa Facebook không phải Lan thì bảo không có gì không sao
nó kiểu như nó hắc hết hết như hai chén mà ông cháu mình không được chén nhỉ. À, anh bà được không, vừa chưa? Và tỏi ớt thì ớt xong rồi chi bôi đỏ xong rồi nướng con thấy hơi nhẹ lắm nhỉ. Ừ, em xin chào tất cả. Làm không? Mẹ có thích ăn đồ biển không? Mẹ làm không? Đồ biển không? Đúng, chả bao giờ ăn luôn. Mai về cho ông bà cân có ngày xưa nó chi nhìn ăn cơm rang lại có hải sản thì là nó khóc không? Hay đúng vậy. Thôi ta thôi rồi. Mật ong ngon, mật ong của nhà nó mật ong ngon đấy mẹ. Mật ong đấy ngon. Con cho con còn có 9 lít thì con cho. Sáng chị dậy cho nó chạy bộ đi. Chị đi xe đạp của nó đi bộ. Còn lâu nó mới dậy thì chị. Tối của nó hay thức khuya. Nó dậy để nó chơi game mà nó 5 6 giờ là nó chưa ngủ đâu. Tôm ở trong ngon chứ. Thì làm gì? Thôi tí để nó xuống được, tí nó ăn con sau. Nướng tiếp à? Nó đang nướng, nó đã làm rồi thì nó phải nướng luôn. Luôn thì còn gì cũng đều ngày thôi. Nướng nó chưa chín thì cho nó thấy. Đấy, cái này ngon này. Cái này không ngon. Đấy. Hôm đợt trước nướng được 4 con một phát, bây giờ chỉ 4 nửa. Đây chỉ được con một thôi. Con này to hả? To, đôi con kia. Tao cho nhà mình con to nhất. Nhà tao con bé vừa, cao vừa. Tôi không béo. Đấy, chả có mấy con ăn. Này, ăn miếng này này, không sao. Gấp luôn rồi. Đấy, miếng này con này này. Con thích đầu à? Thích ăn đầu à? Hay ăn này? Đấy. Thế thì đây thì... Tôm nữa, thịt tôm mới ngon, nhưng ăn cái đầu thì còn... Ăn chỗ nào à? Đấy, ăn cái trong ấy. Đấy. Bóc cái vỏ ra đi, không ăn cả con. Ăn cả thịt, thịt ngon mà. Các con lại không ăn tôm nọ, ăn à tôm, tôm hùm nhỉ. Nhà đầy tôm hùm mà không chịu ăn. Ừ. Dị ứng. Bố còn chả ăn. Chồng ăn. Con ăn đi. Sao? Con ăn no rồi ạ. Đúng là lý do tại sao không thích hải sản là đúng đấy đúng không? Đây, ăn này. Tráng kiểu chả cuốn. Hả? Cũng được. Sao rồi ạ? Thôi chưa? Ăn miếng này nữa đi. Không ăn nữa đâu. Tôi đi ra ngoài đi. Gì à? Buồn nhè. Cho cái ông to anh. Chết chứ. Bắt về mẹ đó. Về để học nó làm bài gì đấy. 15 cái. 15 à? Ừ. Để lại chị 5 cái. Đủ quá. Ừ. Gắn. 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 Ôi. Tôi cần 200 cái thôi chứ. Tôi cần 200 cái thôi chứ. Một đứa 20, một đứa. Một đứa ấy. Bún đen này không? 9. Cho nó này vào. Đấy, trả đấy, mua trả nó đem. Mình anh ăn đi. Wow, vua. Cái gì đấy? Vua. Vua ông nhặt đấy. Tao nó nhặt được 3 cái. Mắt thấy là tinh rồi. Con sao? Ôi ai chứ? Ai chứ? Bác Oanh mới ai chứ mà có cái mũi đỏ thế này. Bác Oanh có bác. Những cái đấy là phải cho túi ni lông. Hai cháu mình làm nhiệm vụ. Ừ. Đâu một tí kéo hay cắt tôm.
đau quá, mình đau răng rồi bố. Thế em ăn về đấy. Em đứng đây em ăn về chị. Em vào hình kia kìa. Em vào hình kìa nói chị. Nó chị 19 thì em lên nửa. Chị 40 tuổi thì em 20. Chị trên 40 thì 20. Chị 80 thì em 60. Tức là bao giờ đi cưới Mun thì khi Minh Anh bằng cô cậu giờ. Chị Minh Anh cưới là em đi xách máy cho chị được. Phải giống ngày xưa vợ cưới Minh Anh xách máy đấy. Minh Anh là thưa quá tuổi xách máy. Đâu, về bé mà 4 tuổi, nói 4 tuổi nha. Nói Minh Anh 4 tuổi. Chạc 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 chạc. Đau quá. Nó cứ đòi không? Mày biết làm phô mai que không? Cái vùng chi thanh ý. Không có tầm chiên bột, chiên xù giống như. Để sau đặt. Chúng ơi, vào đây chúng ơi. Con ngoan à? Ừ. Còn một cốc chanh vàng đấy, đúng không? Ở trên cái xe, ở cái ghế ăn bàn ăn đấy. Cả hai đều là chanh vàng hết đấy. Mun ơi, xuống xin cái này. Châu Vi da đen ơi. Đây, con đội mũ vàng cho tôi đây. Châu Vi da đen ơi. Mẹ đội mũ vàng nào cho tôi nào. À, đang có chuyện. Mẹ tắt máy tính nha. Chú chú. Cứ cứ. Mẹ đi lên. Nó đang buồn. Có cái bảo ấy à. Trường này. Trường này. Em xuống đi. Trường. À, chị đủ người. Có em rồi. Ra đây mà. Bột phát vào cái gato rồi. Đấy, đây ngồi chỗ này. Ở trong cái bàn trong nhà hoặc trong cái túi áo dùng khoác ở trên. Bánh này. À đây, bác cho con đứng. Túi áo ngoài này. Đúng rồi, nhìn ra đây trên tư cười. Nhìn ông kìa. Chào ông đây. Ê, Mun ơi! Mun ơi! Mun nhìn không kìa? Đây mà, đây mà! Thấy chưa? Cái áo mà đây, cụt tay này này, xanh xanh ấy. Đây nó rất nhiều áo. Cho khoác ở ngay đâu đấy mà. Đây, ở kia giường này, đây. Mặt trời ơi, mặt trời. Cho anh cũng về còn có việc học lớp cơ. Đây, cho đến đây. Đấy. Trong chỗ này thế nào? Cô Hát à? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mong ước cái gì đây? Mong ước cái gì đây? Ba đây. Em trổi nha, em trổi nha. Ba em trổi nha. Em trổi với nào. Ban vân lên mẹ có sợ. Trổi luôn rồi đấy. Tôi có miếng Noel. Tự rư 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 rư. Đây,
ra một miếng mình cắm lên. Nhưng mà nó chỉ có mỗi 5 đĩa thôi nhỉ. Sao mày cái này con mà sao không đốt? Mình anh ấy thích một cái thôi. Nó không đủ 10, 19. Là cái con số 1 với số 9 không? Còn đến số là mình anh nó bảo không cần. Ngược 2 thành 9, 1 anh như thế à? 9, 1 Kem. Bun 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 ngồi ngồi dựa vào cái bàn tí nhá. Bun bun dựa vào cái bàn tí không bun tránh cái màn hình. Ngồi thẳng rồi bảo. Rồi được rồi. Đi lên đùi sát vào đùi anh Dũng, ngồi sát ở đấy. Bù cho anh Dũng. Cái hồi anh Dũng bé như thế này, anh bù như con heo. Bù như con heo. Trong miếng bé thôi sáu thôi chứ sức khỏe. Nó không cắt được nữa. Vào đây. Ui, chưa ngồi trên này không được. Ngồi như ngồi trên xe. Ê, đây đây. Người ta cho nó hết vào. Không có thằng không ngồi được. Cái thì à? Còn em kìa. Em không đúng đâu. Ừ, lên mấy cái đĩa ấy. Bước mấy đó đúng. Của ông đây. Rồi được rồi. Của cậu đây, của em buôn đâu, đã em buôn nó đâu. Của em buôn nữa. Đâu thì của em đây, ở đâu đây, rồi. Thì em sau lưng bạc kia kìa. À đây này, lấy cái nhựa này. Trên xuống thì toàn thủ. Thế nào? Cái cửa buôn kia là phải tầm hơn 1 tuổi, 2 tuổi rồi. Đâu mà sinh nhật 1 tuổi chứ. Đầu chọc lốc không? Anh ngon đấy. Bố thì chọc có nhìn này, chả chọc lốc rồi, nhìn ảnh rồi. Bố thì chọc như bây giờ. Bố thì bây giờ tóc hơi nhiều rồi. Hôm cho ăn vào đâu, đang ăn tôm dở. Là thì bạn với gia đình cho vui rồi mà ăn Tết. Đúng rồi, đi chô đứng ăn. Anh quá. Chúc mừng sinh nhật. Quát nó rồi đó, thằng Bun vừa vào phát nó nhìn thấy Bun nó thật nảy người. Bun cứ trêu em. Anh nhìn cứ đùa hơi quá. Bun cười quá, Bun cười 20, Bun cười 1. Ngày xưa anh Dũng bé bằng từ này à, còn phải chính mình anh phải hát này. Chính mình... Ông ơi, con tôm à? Ông à? Không. Để phần ta một miếng. Để phần bà thôi. Còn có ạ. Nó không ăn đầu đâu, mày ăn đầu ấy đi. Mày ăn đầu. Nó còn bà ăn đầu. Ừ, ăn hết bánh đi nha. Ừ, kia. Bỏ dở kiểu thế. Thế. Thế này thì năm nay chị 19 tuổi rồi. Tháng 5 mà chị 20 thì em mới một. Thật chưa? Đấy, mấy cái ảnh vừa rồi là chị 19, em 9 tháng đấy. Thế mà trên cho mấy ngày. Ừ. Mấy mang về con phải lấy ghế á, ni lông con rửa. À con lấy cái giấy em con lau sạch ngày này đi. Cho vào cái thứ ni lông sạch này. Ok, đòi như này. À vào cho ăn kem này. Không, cháu đừng cho ăn cái kem. Cầm tiền á. Đấy, em lấy tiền cầm tiền ngay. Đưa mày cầm tiền cho mà không làm gì. Ông không. Không cầm hộ cái gì. Chị ngay. Chị có bắt đầu nào không phải chị cứ phải kêu. Biết ngay. Ừ. Còn giấu ở đâu không tìm thấy được luôn. Hoa bảo cất đi không cất. Cả đi đâu. Cả đi ra đồ. Cả đi ra đồ. Chú mẹ là cặp quần. Nó căng giống. Ăn cái nhiều con đi. Ông không ăn à? Ông chưa ăn tí không? Ông chưa ăn, chốc không ăn. Ăn xong rồi ạ. Ăn thử đi, xong rồi cười ấy, không? Đúng ăn không? Nó không thích vị dầu. Đâu ngon lắm. Nó mau đúng cái phần sô-cô-la nó ăn. Ông con chỉ ăn sâu mà chỉ ăn. Ăn kiểu gì mà? Ăn sô-cô-la luôn. Ôi, đi rồi đi. Ôi, đi rồi đi. Ôi, đi rồi đi. Ăn cái sô-cô-la để nhanh rồi. Ăn này. Thế không? Thế không? Thế không? Ăn cái mũi rồi đó. Tao mới có giờ ấy nhỉ. 4 giờ. 4 giờ thì chưa. 4 giờ. Thế cứ ăn xong cái đi. Thôi bây giờ nó ngủ. Nó dậy một lúc rồi sợ bây giờ nó ngủ.
tắc tắc à? Cho mình mũi càng ngày càng đỏ hay sao nhỉ? Nó cứ rụi. Ngứa, ngứa mà. Ngay đấy. Sao? Em bấy đủ rồi. Cái cỏ đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt là ai đưa cỏ về. Ăn miếng rất là nhiều quá. Cỏ về đến gốc cây đề. Bánh xe cỏ cao. Cô là rùa. Cô là rùa. Gần nhà mình à? Huế. Sao thế? Mấy đi ô tô mà. Thì anh đi nữa mà. Anh mới muốn đi chợ mà. Vâng. Cô muốn gì nào? Nhiều hạt bột may. Nó dã man luôn. Chết rồi. Từ mai cũng ăn gì nữa. Bà không biết không, mẹ con toàn hứa. Thế thôi, mẹ con toàn hứa là 3 giờ 4 đi rồi mình ăn giảm, cân nhá. Thế ra mình ăn giảm cân. Thế ra hỏi thôi là giảm cân với cậu chúng. Còn ăn nhiều ho hơn nữa. Làm nhiệm vụ tí cho nó vui. Hai bà cháu nhà chung mừng được ông quay gửi sang cô. Từ lâu lắm mới nhìn thấy ông này, mới nhìn thấy cháu gái này, bác cháu lượn, bác cháu đi ăn này đúng không? Ăn rồi lấy cho ăn. Anh đi gần Tết mới về thôi. Về thì chuẩn bị đi tiếp ạ. Thì anh đi với ra này. Ông ăn cái lá đen mì cái gì con đấy? Đó là muốn bò đi, làm gì đi bò được. Bỏ vào cái giấy ở đây như thế này, ăn xong nếm ấy thì cho nó vào con, em để ý 4 món. Ngắn của ông? À, bỏ tay em nha. Hãy
thử cua mì chuột con đây. Đây mì cua đây à? Không có mang cua. Không có hết. Nó khi nó có mang cua. Đây mọi người gọi nhiều quán hết. Chỉ có chục cái mang cua để quay vòng thôi. Sao một con cua về không tự làm này? Không tự làm. Buôn đây buôn hỏi chị kia cái chai bia của ông đâu? Không phải. Cua thì bỏ không? Nó buồn không? Đúng. Anh Linh thì gầy đi ra nhỉ? Anh là thức đêm rồi. Ôi cũng béo thì anh ấy béo lên quá. Ăn mì cua. Ông ăn tí mì cua không lấy? Ông ăn ham, ăn bò chưa đi? Họ làm đi để cho ông cái bát này đó. Mình ăn chơi hết cả những cái này. Con đâu biết mẹ thấy địa đời con ăn nhiều lắm. Thế à? Dạ vâng ạ, các bạn để chúng ta luôn cho ông đây ạ. Đưa đồ ăn nó rồi mà. Bà không đi được. Cá không. Gợi xà lát. Đúng như vậy đó. Họ làm mì của ạ. Ăn không? Ăn không? Gọi. Gọi thêm. Gọi thêm. Chuyển cái bia rồi, cho làm cốc bia với ông chứ đâu rồi. Chưa đâu rồi. Em ơi bia chưa ra em ơi. Bia. Từ từ. À bố có nước gì mà không phải rượu không ạ? Covid. Chào đấy, em ăn cái gì đấy? Mì tặng này.
Chưa. Anh ơi, dạ, cho chị xin một cốc nước nóng, thật là nóng. Dạ vâng ạ. Biết khuya còn lâu đấy, tôi ngủ không? Cho anh một ly đấy, anh uống với ông. Dạ vâng ạ. Chai. Cho một chai. Biết khuya. Búa kìa. Búa kìa. Đi. Đây học lập trình game luôn. Kết hợp. Đây bảo là cái gì nhỉ? Lập trình game. Thì sáng tạo gì đó gì đó. Phải có nghiên cứu nghiên cứu đồng. Phải nghi ạ, phải nghi thôi. Nghi tưởng. Toàn quốc à? Toàn quốc. Thế là bỏ rồi. Nhà cháu được vào thằng cấp 3 rồi đấy. Tương hồi trường nào không? Trường trường hát. Chú, thân chú. Cái đó mẹ em. Thường thường thôi. Nhưng mà cũng bảo lưu cho đến sang năm không? Sang năm nữa không? Cứ trong trong học cấp 2 là có là được cái gì? Nhưng mà trường bình thường thôi, không được trường này đâu. Không ăn đi, không ăn đi, gọi thêm nữa. Thôi, ăn đi. Vừa thịt vào. Cho dùng lấy ăn đi. Ăn đi. Anh gọi thêm chút nữa ăn rồi. Em ơi, là ông cứ gọi đến chị muốn mặc thêm một cái bò. Có là có cái gì nhỉ? Cái gì nguội? Cái combo. Thay thử salad. Combo gì đó nhỉ? Combo mai. Nhưng mà cái đấy ăn cay vị chứ giờ này ăn. Mẹ ơi. Còn menu combo các loại từ mai để có một cái con lấy một cái nước gì đó. Chị kia bảo chị cho nước thì con hỏi nước gì con rồi. Cái này đủ đấy ạ em. Ôi cô, cho con xin một menu nữa. Cậu ơi. Dạ. Bảo cái này chị không mua bên đấy ăn không? Salad gì đấy? Rocket này. Rau xanh thôi. Mì mò hâm. Và một dọc cái đĩa này thì mới chiên, chiên trộn lên rồi. Chiên trộn lên đây rồi. Ăn nào. Chọn lên tí để cho gọi nữa. À. Ôi cô, cho con xin một cái menu nữa. Nên có món gì nhỏ nhỏ, ngon hết rồi. Bố tí hình đẹp hết. Hình hình đẹp. Cái nhỏ nhỏ nó ngon hết. Bố này cũng chẳng rắc mệt rồi. Dịch sang bên này tím nhé. Và các con, cô đỡ che mất mặt mọi người. Cái này phải
gì đấy bố? Phụ hào. Muối. Con chỉ một soda chanh mật ong. Pizza gà, teriyaki chicken. Đúng. Pizza gà cả đúng. Pizza cá hồi. Pizza. Gà. Gà cá hồi. Gà teriyaki. À, còn cả cá hồi. Menu ạ. Gà. Nó cúi kệ. Em gì đấy? Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi. Cá em kìa. Ôi. Cái này. Ông chị mình. Nhất định là không phải. Đi. Cháu gạt điện thoại xuống đất. Tùng ăn mấy cái cò đi, phải đó thôi. Để cho thui. Gạt đây rồi. Cho em ơi. Đưa một xin miếng rồi. Đây em ơi, con gì? Rồi rồi luôn. Chụp. Nước nước cái kìa, còn nước ngon một cái tay. Đành giật kinh hết. Đổ đi. Ngon. Nó cay lắm. Nâu. Nâu gì? Thế là phản hết cay. Ừ. Cay. Mà là nếu đi rồi. Đây anh tôi đang chanh đây đúng không? Tôi đang chanh mật ong đây. Ông ơi, xin chúc khỏe không? Tôi dùng nghe là chanh thôi. Dạ. Bên chúc chúc khỏe. Đây đây. Mỗi cái một nửa. Mình có thể gọi hai bên hát nửa mỗi nửa một cái. Để hát lên một nửa. Vâng, trời ơi. Vì con gái thì... Hi hi đấy. Rất tối, đừng rất tối. Con với bố thì hi hi đấy. Ôi bố. Chẳng hai chân châu rồi. Mẹ nhau. Mà cho con giữ cài đó. Này, bố ơi bố nhìn này. Đáng ngại. Vừa đá xong vừa... Lâu. Nào, phải đâm cho đây con. Cái này là pizza gì? Là pizza ngọt à? Chỉ cần ngọt đấy. Các nhá. Bây giờ chỗ nào vào đấy phù hợp được không?
Thôi ngoan đi nhá. Xử lý mấy chỗ. Không có nước, cái nước này cay cay rồi. Cái này hơi ngon lắm. Cây tinh gió thử. Ô, ăn thơ, ăn có thứ tí. Ăn thôi. Đấy, đấy, đẹp ngay à. Không biết sẵn rồi. Đâu rồi? Mình ở đời âm lịch rồi. Sinh nhật chị cho gái nhỏ xông vào chứ sợ gì cũng xông nhỉ con nhá, sợ gì mà cũng xông ấy anh. Ui, tí trông nó gạt cái, nó gạt cái đây. À. Em ơi anh gửi cho bác. Đây nữa. Đồng cái cửa này đi. Ừ. Ăn này 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 hồi này. Gắp ra sơi cho nó. Gắp ra luôn. Đó ăn cá hồi không? Năm về ăn đi ạ. Tí ăn đấy. Chắc phải cái Tết mùng 3 sau ăn Tết du lịch xong vào thì không biết là có bùng ở Hà Nội không. Đây đây, đây. Nó vẫn tăng hàng ngày thôi mà. Bây giờ thực ra em biết không? Là cái biểu hiện của em không nó ít quá chứ có. Không có như thì hơi sốt sốt bình thường thì nó không ấy. Đây là tâm lý là chỉ quan banh của anh có thuốc ấy chứ. Thuốc uống phát hàng ngày. À. Cấp mấy cái xong. Giờ bác mới nhìn thấy đấy. Phải giá rồi đấy. 9 à? 9 rồi. Ôi giời ơi. Chín tháng rồi à? Chín tháng rồi. Cháu chuẩn bị chạy long tan rồi. Lần đầu tiên cháu đi nhà hàng này, cháu đi sinh nhật chị cháu đấy. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng vô tay, vô tay, vô tay. Vô tay tiếng đi nè. Vô tay. Trong chân tay hơi cua loạn. Đều thế nhở, cái tay ôi trời ơi, không đi được, cái gì được. Tanh chả có. Chị chả biết anh Linh gửi cho chị vào đây chưa? Dưới hầm. Con gửi xe dưới hầm à? Dạ, tanh nhỉ. Ít mà. Hôm nay là có đá bóng trướng, 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 tanh nhỉ. Đi lấy xe, cái thằng gửi xe nó bảo là hôm nay anh đi xem đá bóng thật. Thế mà các nhà hàng nó đông lắm, chị đặt chỗ nhiều cái chỗ. Anh ăn ở cái này, lắp xài chứ. Bỏ đất à? Không, không ăn bỏ đất vàng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hoan hô, vỗ tay. Vỗ tay. Trời ơi, trong trường, trường ăn là trong trường chứ hả? Anh này
con là kinh trường hút đi hả? Để quá. Ê Giang Dũng đứng vào chỗ chị đấy. Ra Bảo đứng vào chỗ chị. Bảo cái điện thoại ra, để chị, cái điện thoại đây. Chị tấn ra ngoài này tí. Chị đứng tấn ra ngoài này tí. Đi. Con tuổi đấy mới. Cái ly này có bị ngủ không? Không, 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 không được cao này. Rồi, đẹp không? Đẹp chịu rồi đấy. Thôi, chú Trang. Ôi, cả lắm. Thế nó thổi rồi. Chú em cá. Hai chị em em. Với bỏ trong cái cốc. Béo béo em, bỏ hộ cái cốc. Cả cái cốc bên này nè. Buôn ơi, buôn. Buôn ơi. Vỗ tay đi. Ơi. Đang mãi cùng ăn rồi. Số số 1A19. Số 1D. Số 1D. Chị trả. Thế thôi. Ơ được rồi. Dũng Dũng ngồi lùi xuống chỗ bà tí. Dũng lùi ngồi đằng sau tí. Muôn ơi. Đu đu đu. Muôn ơi, muôn ơi, muôn ơi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay giỏi quá, giỏi quá. Vỗ tay chúc mừng chị đấy. Cứ tập chụp nhiều vào cái là sẽ chọn được cái đẹp. Đây rồi. Bố mẹ đứng sang với con một bô đi, bà ở bên đấy. Hả? Đây nó có hoa. Rồi. Nhưng mà mẹ Linh được cầm hoa tặng là chứ rồi. Nhạy. Giỏi quá. Nhạy. Đúng cả bún hai đứa ra chụp với chị. Bún nữa. Em đấy. Cái gì? Đấy không?
ăn gì rồi? Nó chấm mồm chấm miệng nhá. Nó hơi ối nhá. Cái panna cotta này ngon, bố phải dầm cái tròn tròn giòn ra. Thôi cái bánh này khi để mang về không biết, rồi ra cây thông. Minh Anh ôm hoa túi của mẹ Chu. Minh Anh cậu Minh Anh ra ra đứng cậu chụp chưa? Bỏ vội túi cho mẹ. Mẹ. Ý. Đi 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 Minh Anh. Hai con vừa chụp trước xong tí bà mà sau. Con tiến vào chỗ này tí. À, thích gì? Con thích cây thông á? À, bố mẹ Dũng Dũng Dũng. Nhà mình chụp một cái. Bố đứng cạnh con gái, mẹ đứng cạnh con trai. Bà đâu? Đứng tiến ra ngoài này không người nó tối. À. Rồi. Hơi tối mặt đúng không? Đứng tiến lên ngoài trên này, này tí nữa. Đứng tiến lên trên này tí nữa. Chờ bà vào cái. Rồi. Rồi. Chúc chúc nhiều phát. Nhà ông chụp cái với cháu. Ờ. Nào, Minh Anh chụp với.